Chào mừng các em đến với chương trình Siêu Trí Nhớ Học Đường. Thầy là Thế Cường, rất vui mừng được đồng hành với các em trong tiết học ngày hôm nay. Các em biết đấy, các nguyên tố hóa học rất cần thiết cho sự phát triển của cây trồng. Vậy, công dụng của các loại phân bón như thế nào cho cây trồng? Chúng ta cùng vào bài ngày hôm nay, bài 11 Phân bón hóa học. Chúng ta sẽ tham khảo về phần những phân bón hóa học thường dùng. Ở bài này, chúng ta gồm các phần như sau: phân bón đơn, phân bón kép và phân bón vi lượng. Chúng ta cùng vào phần đầu tiên, đó là phân bón đơn. Phân bón đơn là sẽ chứa một trong ba nguyên tố sau: nitơ, phosphor, kali. Đó chính là phân đạm, phân lân hay phân kali. Về phân đạm, ta có một số phân bón thường dùng như ure, CO, NH2 tất cả 2 lần, amoni nitrat NH4 NO3, amoni sunfat NH4 tất cả 2 lần SO4, vân vân. Ta cùng quan sát hình ảnh của phân đạm. Đây là một số hình ảnh của phân đạm. Phân đạm có tác dụng kích thích cho quá trình sinh trưởng của cây, làm tăng tỷ lệ protein thực vật. Bên cạnh đó, cây phát triển nhanh và cho nhiều củ, quả. Ta cùng đến phần tiếp theo, đó là phân lân. Phân lân ví dụ như phốt phát tự nhiên, super phốt phát. Các em quan sát, phốt phát tự nhiên có công thức như Ca3PO4 tất cả 2 lần. Về tính chất của nó, không tan trong nước, tan trong đất chua. Về super phốt phát, ví dụ như CaH2PO4 tất cả 2 lần và tan được trong nước. Tác dụng của phân lân là làm cho cành lá khỏe, hạt chắc, củ quả to. Bên cạnh đó, làm thúc đẩy quá trình sinh hóa ở thời kỳ sinh trưởng của cây. Chúng ta cùng đi tiếp, đó là phân kali. Ví dụ như KCl, K2SO4. Ta quan sát tác dụng của phân kali, dùng để tăng cường sức chống bệnh, chống rét, chịu hạn. Bên cạnh đó, giúp cho cây hấp thụ nhiều đạm hơn. Đây là một số hình ảnh của phân kali. Chúng ta cùng đến phần tiếp theo, đó là phân bón kép. Phân bón kép chứa 2 hoặc cả 3 nguyên tố NPK. Ví dụ như phân NPK hay phân KNO3, hay ví dụ như NH4 tất cả 2 lần HBO4, vân vân. Chúng ta quan sát một số hình ảnh. Vậy, nếu như hàm lượng phân bón dư sẽ gây ra ảnh hưởng gì? Chúng ta cùng quan sát. Nếu như dư hàm lượng phân bón sẽ gây ảnh hưởng cho cây trồng, chất lượng giảm và năng suất giảm. Đối với đất sẽ bị chai cứng, mất cân bằng hệ vi sinh. Đối với môi trường sẽ gây ô nhiễm môi trường. Đối với con người sẽ gây ngộ độc hoặc là bệnh trẻ xanh ở người. Vậy, ta có những giải pháp như sau: bón phân hợp lý, áp dụng những chủ trương biện pháp vào nông nghiệp. 2. Lựa chọn cây trồng thích hợp với địa hình và khí hậu. Bên cạnh đó, cần phải phát triển nông nghiệp gắn liền với bảo vệ môi trường. Chúng ta cùng đến phần tiếp theo, đó là phân bón vi lượng. Phân bón vi lượng ví dụ như bo, kẽm hay mangan. Cần rất ít nhưng rất cần cho sự phát triển của cây trồng. Vậy tóm lại, qua bài học ngày hôm nay về phân bón hóa học, các em cần nắm phân bón đơn, phân bón kép và phân bón vi lượng. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Chúc các em có một tiết học nhẹ nhàng và hiệu quả. Hẹn gặp lại các em ở những tiết học sau.